Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có một phúc âm hơn 2.000 năm rồi. Tuy nó cũ nhưng không bao giờ mất đi giá trị của nó. Cuộc đời sống chúng ta thì những gì cũ thì người ta nên vứt ra, rồi đó người ta bảo đây là thành rác. Và không những vật chất mà những cái gì phi vật chất nó cũng có cái tính chất cũ của nó. Nhiều triết lý, nhiều những đạo giáo, nhiều những giáo lý, nhiều những tư tưởng, chỉ cần vài chục năm là đem vứt sọc rác, không ai thèm nghe rồi. Nhưng phúc âm của chúng ta 2.000 năm rồi, tuy cũ nhưng mà vẫn y nguyên giá trị của nó. Anh em chứ? Vẫn được là quyền phép để cứu những cái tin. Giống như mặt trời của chúng ta kia, có cái gì cũ hơn mặt trời không? Có cái gì già tuổi hơn mặt trời không? Không. Nhưng nếu thiếu mặt trời, tất cả chúng ta chết sạch. Cũng một lời đó anh chị em, phúc âm là tin tức tốt lành duy nhất cho 7 tỷ người trên trái đất này. Và chúng ta cần nó để sống, cần nó để được tiến độ, cần nó để thấy được ánh sáng mặt trời. Cảm ơn Chúa về những điều diệu kỳ qua những lời chứng của anh chị em. Cảm ơn Chúa vì một lời cầu nguyện mà một gia đình được thay đổi, một con người được trở lại với cái cuộc sống đầy ý nghĩa trong mối quan hệ vợ chồng. Cảm ơn Chúa bởi một đức tin mà người chị em của chúng ta đây đã được chữa lành, đã được phục hồi, đã được đứng vững cho đến tận ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa rất nhiều vì những cái điều mà Đức Chúa Trời làm trên khắp thế giới này qua các tôi tớ của Chúa, nhất là qua tiên tri TV Joshua mà chúng ta đã có dịp xem, có dịp đến, có dịp đã được chứng kiến. Chúa có thể sử dụng một con người chưa học hết trung học để biến đổi thế giới này. Chúa có thể sử dụng một con người da tuy là đen nhưng mà quyền năng thì có thể chữa lành tất cả da trắng, da đỏ, da vàng, da nâu, tất cả đều phải đen. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng lạ lùng, là đấng kỳ lạ, là đấng có thể làm những điều mà trí con người không thể tưởng tượng ra được. Thưa chị, cho nên nói như chúng ta hay thường nói là chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi những gì mắt mình thấy, bởi những gì Chúa đặt vào lòng mình và mình biết điều đó là đúng hay bước theo, đó là bước theo đức tin. Còn nếu chúng ta để cái đầu mình phân tích, mắt mình nhìn nó thì chúng ta đang bị lừa dối. Nhưng nếu tấm lòng của chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, hãy tin Ngài. Và phúc âm của Chúa thì đơn giản, đâu có lý thuyết cao siêu, đâu có phải rằng là phải học hết trình độ tiến sĩ giáo sư mới hiểu được phúc âm. Không cần. Phúc âm của Chúa rất đơn giản, đó là con Đức Chúa Trời đã chết thế cho chúng ta, máu Ngài đã đổ để tội chúng ta được tha thứ. Thập tự giá vẫn còn đầy đủ quyền năng để khiến cho một con người được biến đổi, bất kể đó là người nào. Thậm chí tên ăn cướp ở trên thập tự giá phía bên tay phải tay trái của Chúa, khi nó nói rằng lạy Chúa Giêsu hãy cứu con, nhớ đến con, khi Ngài về trong nước Ngài, lập tức nó được cứu. Không cần phải cầu kỳ, không cần phải lễ nghi, không cần phải nhang đèn, không cần phải cúi bái, không cần một con gà nào, một nải chuối nào, một đĩa soi nào. Nhưng con người nào vẫn cứ lên trên làm như thường. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta cho nên Ngài cho chúng ta một điều gì đơn giản nhất để mình được giải cứu. Thật sự là như thế. Và Chúa chúng ta là đấng cao cái chết, 3 ngày sau Ngài đã sống lại. Và ngày hôm nay cả thế giới đi trở về Jerusalem để xem đúng một điều thôi, đó là do cái mộ trống đây coi. Người ta xếp hàng dài như thế này, tất cả mọi người lũ lượt đi vô trong mộ, vô mộ coi xong rồi đi ra. Người ta hỏi là anh thấy gì trong đó? Tôi chẳng thấy cái gì, vì ngôi mộ trống không, chẳng thấy một hài cốt nào, chẳng thấy một cái bộ xương nào, cũng chẳng thấy một quần áo nào. Ngôi mộ trống không của Chúa là bằng chứng hùng hồn Chúa chúng ta đã sống lại và đang sống giữa hội thánh của mình. Và ngày hôm nay Ngài vẫn đang làm những phép lạ lớn, là Ngài chữa lành, Ngài giải cứu rất là nhiều điều.
qua những con người dám ăn năn đời sống của mình và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, hôm nay con quyết định ăn năn đời sống của con quyết định bỏ qua những thần tượng, con quyết định bỏ qua những truyền thống của dòng họ, của tổ phụ, của đất nước, con quyết định bỏ tất cả những gì sai với lời Ngài, con quyết định đến trước ngôi của Ngài và nói rằng: lạy Chúa Giêsu, hãy tiếp nhận lấy cuộc đời của con. Rất đơn giản như thế thôi nha, và cuộc sống mình bắt đầu được. Chưa có một cái gì đơn giản hơn là phúc âm của Chúa Giêsu. Chưa có. Cho nên tôi nói nha, chúng ta cần phải có quyển sách này. Mỗi một chúng ta phải có quyển sách này, vì nó là con mắt cho tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta mất con mắt tâm linh này, chúng ta trở nên mù quáng. Cũng như cuộc đời mình, nếu mất cặp mắt thì chúng ta trở nên vô giá trị và rất khó sống. Cũng vậy, chúng ta cần có quyển sách này để nó là con mắt của tâm linh chúng ta. Anh chị em có quyển sách này không? Mọi người đều có đúng không? Ai có giơ lên tôi coi nghe. Cảm ơn Chúa vì 2/3 hội thánh có, mà tôi ước ao là 100% hội thánh phải có. Amen chứ. Khi đến thờ phụng Chúa, hãy đem theo con mắt của mình. Ai thảo bây giờ đi đến hội thánh mà bỏ con mắt mình ở nhà, không được. Phải đem theo con mắt của mình, vì nó là ánh sáng cho chúng ta, nó là ánh sáng cho đường lối chúng ta, nó khiến chúng ta không vấp ngã, nó khiến chúng ta chiến thắng tội lỗi, nó khiến chúng ta được biến đổi trở nên thánh khiết, nó khiến chúng ta không phạm phải sai lầm trong cuộc sống này, nó có quyền năng để thay đổi mình và người thân của mình, nó có thể khiến cho chúng ta không lạc lối giữa những đêm tối bí mật trong thế giới này. Thưa anh chị em, hãy đọc nó, bởi vì nó là thức ăn cho linh hồn của mình. Amen. Cho nên đừng bao giờ bỏ qua quyển sách này. Và nếu anh chị em nào có quyển sách này, hãy dở ra cùng tôi trong Luca đoạn 7:28. Chúng ta hôm nay sẽ học câu kinh thánh này. Chúng ta sẽ học câu kinh thánh này với nhau để chúng ta thấy được điều Chúa Giêsu chúng ta nói. Luca đoạn 7:28. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn dân Bắc Ký đâu, nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân bạn. Đây là câu kinh thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay. Câu này nó cũng hơi khó hiểu chút, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu như điều Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu. Amen. Amen. Dạ, phải hiểu. Đây là lời của Đức Giêsu đã nói. Trong câu kinh thánh này có một cái tên riêng, đó gọi là Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít là người anh họ của Chúa Giêsu, sinh ra trước Chúa 6 tháng, và ông đến với một nhiệm vụ là ông làm báp têm cho những người dân Do Thái về sự ăn năn tội lỗi của mình. Ông đến trước Chúa, ông có mặt và Chúa chưa sinh. Cho nên lời của Chúa Giêsu nói là: ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp Tít. Chúng ta cần hiểu câu này. Tại sao vậy? Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. Chúng ta cũng cần hiểu câu này. Amen. Amen. Nó một câu đơn giản, nó có thể giảng đến chiều rồi. Và cho nên cần phải hiểu nó. Và lời Chúa rất là lời quan trọng. Giăng Báp Tít được sinh ra trong một thời kỳ cực kỳ đặc biệt. Đó là thời kỳ cuối cùng của tất cả các tiên tri. Sau 400 năm yên lặng, phải là 430 năm yên lặng, kể từ anh chị em đọc cái quyển Kinh Thánh Cựu Ước, và quyển cuối cùng là quyển sách đã ngưng lại, và không bao giờ có một tiên tri nào nữa, không bao giờ trong dân tộc Israel xuất hiện một người nào nữa để nói về danh của Chúa, để nói về sứ điệp của Chúa, để nói về những gì mà Đức Chúa Trời cần truyền đạt cho dân tộc của mình.
Cho nên Kinh Thánh Cựu Ước anh chị em thấy không ạ? Quyển sách cuối cùng mà nó đi sang là tầng ước, quyển đó gọi là Malachi. Trong quyển sách Malachi này nó kết thúc và Đức Chúa Trời im lặng 430 năm, im lặng, không có một dấu hiệu gì, cho đến một ngày có một thầy tế lễ ở trong đền thờ và gặp Thế Khải Tượng. Gặp Thế Khải Tượng rằng ông ấy sẽ có một đứa con trai, mặc dù vợ ông là vô sinh, già rồi, nhưng mà thiên sứ nói rằng ông sẽ có một con trai, và đó là cách Giăng Báp-tít được sinh ra. Giăng Báp-tít được sinh ra với một sứ mạng rất đặc biệt, đó là dọn đường cho Chúa, đó là chuẩn bị cho Chúa, chuẩn bị con đường cho Chúa, chuẩn bị lòng người cho Chúa, chuẩn bị dân tộc Israel cho Chúa. Đó là sứ mạng của ông. Và tại sao ở đây Chúa Giêsu nói rằng trong những người bởi đàn bà sinh ra không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít? Nó có một lý do. Nếu chúng ta đọc trong Thi Thiên 14, chúng ta sẽ thấy lý do đó. Thi Thiên 14 chép như thế này. Con mở cái Thi Thiên 14. Thi Thiên 14 chép như thế này: thưa anh chị em, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai không ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Đây là ba câu kinh thánh chép trong thời kỳ Cựu Ước, chép trong thời kỳ trước Giăng Báp-tít rất là nhiều. Và ba câu kinh thánh này cho chúng ta thấy được cách nhìn của Đức Chúa Trời đối với thế giới. Đây là lời Chúa, không phải là con người. Đây không phải là một ai đó nói, nhưng mà Đức Chúa Trời nói. Ngài nói rằng Ngài nhìn xuống quả đất này, tất cả loài người không có một con người nào là không ngon tìm kiếm Chúa. Người ta tìm cái gì thưa anh chị em? Người ta tìm thần tượng, người ta tìm tôn giáo, người ta tìm những triết lý, người ta tìm những sự cho là không á, nhưng hóa ra là ngu dại. Cho nên Chúa mới nói rằng kẻ ngu dại nói trong lòng không có Đức Chúa Trời, mà không có Chúa đâu. Cho nên phải nghĩ ra một cái gì đó để tự cứu bản thân mình, không có Đức Chúa Trời đâu. Cho nên phải nghĩ ra một triết lý nào đó, một đạo giáo nào đó, một cái lý luận nào đó để nhằm có người được cứu. Nhưng mà khổ thay đâu có. Anh chị em biết nhà triết học rất nổi tiếng của Hy Lạp, Socrates đúng không ạ? Mình học trong các trường đại học, người ta hay dạy cái môn triết học là có ông đó. Ông đó là điển hình của một sự khôn ngoan nhất trên đất này. Khôn ngoan lắm. Và ông nghĩ ra những cái triết lý phải nói là hết sức cao siêu so với tâm trí con người. Nhưng anh chị em biết cuối đời ông nói gì không? Ông nói như này: hỡi Đấng Christ, hãy nhớ rằng tôi sẽ tế một con gà cho thần chữa lành của dân tộc, và tôi không bao giờ quên điều đó đâu. Hỡi Đấng Christ, hãy nhớ đây, tôi sẽ tế. Câu đó có nghĩa gì chị? Dù một người không ngon bậc nhất, nhưng cuối cùng thì họ vẫn quay lại thờ lại thần thờ. Và dân tộc chúng ta ngày hôm nay cũng giống vậy, khắp nơi trên thế giới cũng giống vậy. Đức Chúa Trời không tìm, đi tìm thần tượng để thờ lại. Người ta có thể bỏ ra tiền của bạc vàng để đi tìm kiếm những cái lời hứa hảo rất mong manh. Tôi vừa mới đọc báo cách đây trước đây, có một ngôi chùa mở ra để giải hạn cho người ta, rất là cao siêu. Những ông thầy đó có thể xoay chuyển cả sao trên trời để cho khỏi chiếu. Và ông lấy 200.000 một người, và có 14.000 người vô đó giải hạn. Và người ta tính rằng là một ngày chùa đã thu 84 tỷ. Và người viết bài nó là còn hiệu quả hơn cả buôn ma túy nữa. Anh chị em thấy mà. Cho nên con người ta có thể lầm lạc trong tất cả nhiều điều, và tâm trí của họ đang điên dại trong tất cả nhiều điều, và tấm lòng của họ mù loà, không nhìn biết Đức Chúa Trời.
Và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói rằng trong tất cả những người đàn bà sinh ra không ai lớn hơn Giăng Báp-tít. Vì sao? Bởi vì Giăng Báp-tít có liên quan đến Chúa Giêsu. Amen nhé. Tất cả những gì chúng ta làm đời này mà liên quan đến Chúa Giêsu thì đó là điều cao trọng và đúng đắn nhất. Còn mọi sự gì chúng ta dù không lớn cỡ nào, bằng cấp dáng đầy người cỡ nào, tất cả chúng ta làm được những điều quyền năng cỡ nào không quan trọng, nhưng nếu không liên quan đến Đấng Christ, chúng ta vẫn thấp kém và rất vô giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là con đọc sanh của Đức Chúa Trời. Cả quyển Kinh Thánh này nói về Ngài. Cả vũ trụ này được sáng tạo ra bởi Ngài. Và tất cả những vẻ đẹp mà anh em nhìn đó dành cho Ngài. Ngài là trung tâm, Ngài là đấng đáng thờ phượng, Ngài là đấng đáng để chúng ta tìm hiểu và tin cậy. Cho nên bất kể con người nào, dù họ là ai, dù quyền lực có gì, dù chức danh họ là gì, dù trí thức họ cao siêu cỡ nào, nếu họ lạc mất Đấng Christ, họ trở nên vô giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói trong tất cả những người đàn bà sinh ra không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít. Có thể anh chị em sẽ bắt đầu hỏi, thế thì Môi-se thì sao? Abraham thì sao? Tiên tri Đa-nhiên thì sao? Những con người làm những phép lạ lớn lao như Ê-sai thì sao? Ê-sê-tiên là sao? Tất cả những con người đó thì liệu so với Giăng Báp-tít như thế nào? Thưa anh chị em, những con người như Môi-se, Joseph, dù họ làm những phép lạ lớn lao, dù họ có thể rẽ biển đỏ, dù họ có thể làm cho hòn đá ra nước ngọt để cho dân tộc uống, dù họ có thể cứu cả những dân tộc khỏi những đói kém như là Joseph, nhưng thưa anh chị em, tất cả những công việc đó không liên quan gì đến Đấng Christ. Tất cả những công việc đó chỉ là những công việc trước chờ đợi giải phóng, giải cứu những con người, chuẩn bị một dân tộc, chờ đợi ngày Đấng Christ được sinh ra. Họ mới liên quan gì cả. Dù họ cao trọng đến đâu, Đức Chúa Trời sử dụng họ đến cỡ nào, nhưng thưa anh chị em, nếu không liên quan trực tiếp đến Đấng Christ thì những việc đó cũng rất ít và giá trị. Và Giăng Báp-tít là một người được sinh ra rất đặc biệt. Ông đã dọn đường cho Chúa Giêsu. Ông đã giảng một sứ điệp rất đơn sơ. Ông giảng gì? Hỡi dòng dõi răng luật kia, ai dạy các ngươi ăn năn để tránh khỏi ngày tai họa? Ông chỉ giảng một sứ điệp thôi, ông không nói nhiều, ông không làm những phép lạ. Anh chị em đọc Kinh Thánh có thấy Giăng Báp-tít làm phép lạ gì không? Không. Ông chỉ nói đúng một điều, hỡi các dân hãy ăn năn. Ta đến để làm báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Đấng đến sau ta sẽ làm báp têm cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa. Bằng giới thiệu của Chúa Giêsu, ông giảng cho người ta một phúc âm, ông nói cho người ta hãy chuẩn bị được bước vào thiên đàng của Chúa. Đó là lý do tại sao Giăng trở nên cao trọng. Tất cả những con người khác đã từng giảng, nhưng họ chưa biết phúc âm là gì để giảng. Tất cả những con người khác như Môi-se, Joseph, Đa-nhiên đã từng nói, đã từng kêu gọi dân tộc ăn năn, nhưng không phải ăn năn để đến Đấng Christ, mà ăn năn trở lại với luật pháp của Đức Chúa Trời, ăn năn trở lại với những điều mà Đức Chúa Trời đã đền cho họ sống là năm sách ngũ kinh. Nhưng Giăng Báp-tít đã nói cho người ta ăn năn không phải trở lại với ngũ kinh, mà ăn năn để trở lại với con của Đức Chúa Trời và chuẩn bị để bước vào thiên quốc của Ngài. Bây giờ sang câu thứ hai. Nhưng nước Đức Chúa Trời trong nước Đức Chúa Trời kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân. Chúng ta cần hiểu câu này. Thứ nhất, chúng ta hãy xem về cái cách sinh ra
Tại sao Chúa Giêsu ở đây nói là những người bởi đàn bà sinh ra không lớn hơn dân? Còn vế thứ hai thì Chúa Giêsu nói là nhưng trong nước Chúa kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân. Vậy thì anh chị em, những người ở trong nước Chúa không phải sanh bởi đàn bà, hay nói nôm na không phải sanh kiểu bình thường. Dù anh chị em tin theo nên nhưng đó là sự thật. Trong Tin Lành Giăng đoạn 1, Chúa Giêsu nói sao thưa anh chị em? Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là những người không phải sanh bởi ý người, không phải sanh bởi tình dục, không phải sanh bởi khí huyết, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Tôi và bạn trên đang ngồi đây đã được sanh bởi chính Đức Chúa Trời. Còn cái con người được sinh bởi cha mẹ mình ở đâu? Chết rồi. Ngay lúc anh chị em tiếp nhận Chúa Giêsu, nó chết rồi, nó bị chôn rồi, nó xong rồi, thập tự giá đã xử lý nó rồi, xong rồi. Cho nên anh chị em ơi, đừng nghĩ về quá khứ. Amen. Vì quá khứ là thứ mà Đức Chúa Trời chặt bỏ rồi, Đức Chúa Trời chôn nó rồi. Hãy nghĩ về con người mới của chị, hãy nghĩ về con người sinh ra bởi hạt giống của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu đến và Ngài giảng về phúc âm, Ngài nói rằng nước thiên đàng đã đến rồi, các ngươi hãy ăn năn. Chúa dạy như thế. Thật sự phúc âm là gì? Phúc âm là Chúa Giêsu đang giới thiệu cho con người một đất nước. Và đất nước đó không nhìn thấy bằng mắt thường, đất nước đó không nhìn thấy và rờ hóa được bằng tay chân, đất nước đó không có đất, đất nước đó ở trong thế giới ngoài. Và để chúng ta bước vào, điều kiện duy nhất là phải ăn năn. Chúng ta phải thật sự ăn năn. Ăn năn có nghĩa là thay đổi tâm trí và thay đổi tất cả những gì bản chất của người bề trong của mình xưa cũ bỏ đi. Tôi đã từng thờ lại thần tượng, bây giờ Chúa con biết điều đã sai rồi, con sẽ bỏ nó. Con đã từng sống trong sự gian dối, bây giờ con biết gian dối là không có phước, con bỏ nó. Con đã từng sống trong sự gian dâm ngoại tình với nhiều người ngoài hôn nhân, con biết điều đó là sai, con bỏ nó. Những điều đó Kinh Thánh gọi là ăn năn. Ngày nay có rất nhiều người tin Chúa nhưng không ăn năn. Người ta muốn có cả thế giới này lẫn có cả thiên đàng, thưa anh em, không bao giờ. Tin Chúa là mối quan hệ hôn nhân với Chúa. Anh chị em là đàn ông, có thể anh chị em sẽ quen với một cô gái và chuẩn bị cưới cô đấy, nhưng cô ấy nói anh à, ngồi quen anh em còn đi lại hẹn hò với nhiều người lắm, từ từ anh cưới em, em rất thích như thế. Và sau khi bước vào hôn nhân rồi, cô ấy nói không, em vẫn phải đi hẹn hò, vẫn phải gọi điện, vẫn phải đi uống cà phê với người nọ người kia. Tôi đố cho em người chồng đó, để cho anh chị, để cho các chị yên này, không bao giờ thấy. Và không bao giờ sẽ có một hôn nhân thật sự nếu chúng ta không cắt đứt những mối quan hệ tình ái trước kia. Các anh em vậy, đối với Chúa Giêsu giống vậy. Trước khi chị em biết Chúa Giêsu, anh chị em đã có mối quan hệ với rất nhiều thần tượng khác nhau, có thể từ đất từ đá, có thể đó là tiền mà bạc, có thể đó là rượu là chè, có thể đó là những sự sai phạm ở trong tâm hồn, suy nghĩ trong tâm trí, tất cả những gì mà chúng ta dựa vào đó để sống thì Kinh Thánh gọi đó là thần tượng trong lòng của chúng ta. Chúng ta đã gian dối với nó. Ngày nay khi bước đến với Chúa Giêsu, chúng ta cần phải nói với những người tình đó rằng từ nay chúng ta chia tay. Phải nói một cách dứt khoát, đó là những người tình của chúng ta, chia tay. Bởi vì
tôi đã tìm thấy một người yêu thương tôi thật sự. Đó là Chúa Giêsu. Các thần tượng chỉ lừa dối chúng ta chứ không yêu chúng ta. Tôn giáo chỉ lừa dối chúng ta để hành hạ chúng ta chứ không yêu chúng ta. Amen nhé. Triết lý đời này, tiền bạc đời này nó lừa chúng ta chứ nó không yêu chúng ta. Chúng ta khổ vì nó chứ không bao giờ an sướng vì nó. Nhưng Chúa Giêsu yêu chúng ta. Và đó là lý do chúng ta phải cắt bỏ tất cả những kẻ lừa dối kia để chạy đến với Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh chép những người đó gọi là người ở trong nước Đức Chúa Trời. Những người ăn năn đời sống mình và bước đến với Chúa Giêsu và nói rằng: Lạy Chúa, con đầu phục đời sống con cha nghe. Lạy Chúa Giêsu, hãy bước vào đời sống con và rửa sạch tội lỗi con. Người đó Kinh Thánh chép rằng ở trong nước Đức Chúa Trời, được sinh ra trong nước Đức Chúa Trời. Và bây giờ tại sao kẻ rất nhỏ trong đó còn lớn hơn kẻ dân? Là chúng ta cần trả lời câu hỏi đó, phải không chứ? Tại sao một kẻ rất nhỏ trong nước đó lại lớn hơn kẻ dân Bắc Tích, là một vị tiên tri cuối cùng của tất cả các tiên tri? Thưa anh chị em, nó có lý do. Lý do là danh thì có liên quan đến Đấng Christ, nhưng tôi và bạn chị em là một phần của Đấng Christ. Tôi và bạn chị em được gọi là con của Ngài. Tôi và bạn chị em là một phần không thể tách rời của Đấng Christ. Và trong anh chị em và tôi có hạt giống tiềm năng của Vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi và bạn chị em đang ở trong mình, chứa đựng trong mình một hạt giống sự sống của Đấng Christ. Và hạt giống đó có thể biến đổi thế giới này, chữa lành cho thế giới này, thay đổi thế giới này, biến thế giới tối tăm này trở thành vương quốc sáng lạn cho Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói kẻ rất nhỏ còn lớn hơn lớn. Lớn ở đây có nghĩa là anh chị em có một tiềm năng cao cả rất nhiều mà dân và các tiên tri cửa không có. Họ mơ có nhưng không có. Nhưng ông bà chị em và tôi là có nó. Ông bà chị em và tôi có phúc âm, và nhờ phúc âm đó linh anh chị em được sinh ra. Và những người từ thời cửa không bao giờ có một người nào được tái sinh. Tôi nói anh chị em không bao giờ có người nào được tái sinh. Anh chị em đọc Tin Lành Matthew trong những chương cuối, anh em hãy chú ý một chi tiết để hiểu được cái lời này. Có phải rằng khi Chúa Giêsu sống lại từ khỏi chết, thì Tin Lành Matthew chép rằng các thành thánh được mở ra, các mồ mả được mở ra và các thánh sống lại đi vào thành thánh. Anh em đã đọc chi tiết đó? Ai đã đọc rồi? Có đúng không? Anh em ơi, đó là giây phút mà những con người thánh thời cựu ước được cứu. Chỉ giây phút đó thôi. Trước đó họ không được cứu được. Trước đó họ ở một nơi gọi là lòng của Abraham. Nó giống như ông phụ cái hai ngang vậy. Vâng lời dưới này. Đó cũng là lý do tại sao trong Phi Rơ Nhất nói rằng Chúa Giêsu đã chết và linh hồn Ngài đi xuống trên năm phủ và rao giảng phúc âm để tháo những cái phu tù từ dưới đó dẫn lên. Những con người thời cựu ước không có một con người nào tái sinh. Nhưng chúng ta là những người thời ân điển, chúng ta được tái sinh. Được tái sinh khi chúng ta nhận Chúa Giêsu vào lòng. Và ngay thời điểm chém nhận vào, anh chị em có một quyền năng rất lớn ở trong lòng. Quyền năng đó có thể biến đổi, chữa lành, giải cứu, giúp đỡ, phục hồi và làm cho tất cả mọi thứ được thay đổi. Anh em hãy đọc cho tôi một câu Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 9 câu 1 đến câu 2. Luca đoạn 9 câu 1 đến câu 2. Anh em hãy nhìn. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền phép, quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh, rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Ở đó anh chị em tìm được một câu tương tự như thế này trong Cựu Ước. Ở đó anh chị em tìm
Không bao giờ có một câu nào tương tự như thế này trong 39 quyển sách Kinh Thánh. Có đúng không anh em? Không bao giờ. Mặc dù trong thời đại cũ, Đức Chúa Trời có thể dùng một con người một cách rất vĩ đại, rẽ biển đạo, làm nhiều điều, nhưng không bao giờ cả hai được Đức Chúa Trời kêu đến và nói rằng ta ban cho ngươi quyền năng phép tắc để đi trị quỷ chữa bệnh và rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời. Không có. Không có. Nhưng anh chị em và tôi hôm nay có được đặc ơn này. Anh chị em và tôi hôm nay được Đức Chúa Trời kêu gọi, và Ngài không chỉ kêu gọi để hưởng sự sống, Ngài còn kêu gọi tôi và anh chị em đến gần Ngài, và Ngài ban cho anh chị em quyền năng phép tắc để anh chị em nói một lời, con người lớn nhất cũng phải quỳ xuống. Cái bệnh đau đớn nhất, ung thư thời kỳ cuối, nó cũng phải nói rằng tôi xin đau phòng và tôi đi ra. Anh chị em ạ, quyền năng và thẩm quyền này không bao giờ mơ thấy trong cửa, không bao giờ mơ thấy. Nhưng anh chị em và tôi đang có nó. Tôi muốn khích lệ anh chị em và tôi đang có nó. Anh chị em và tôi đang có một kho báu bên trong, một kho báu của năng quyền và thẩm quyền từ thiên đàng để biến đổi thế gian này, biến đổi gia đình này, để biến đổi con cái mình, để biến đổi đời sống mình, và làm cho mình trở nên một người cao trọng trong mặt Đức Chúa Trời. Là thầy tế lễ, là dòng dõi nhân vua. Anh chị em ơi, hãy tin điều này, dù muốn hay không, hãy tin nó, bởi vì nó là lời của Đức Chúa Trời. Nó là lời của Chúa. Cho nên anh chị em ơi, tiếp tục đọc dùm tôi một câu nữa trong Luca đoạn 12 câu 32. Trong Luca đoạn 12 câu 32, Chúa Giêsu nói rằng: hỡi bầy nhỏ, chuông nói là lớn, bầy nhỏ, nhỏ thôi. Bởi vì 7 tỷ người này thì chỉ có 2-3 tỷ tin thôi, cho nên nó nhỏ so với cái dung lượng quá lớn. Thành phố này 15 triệu người, nhưng chúng ta ngồi đây mấy chục người, có nhỏ không nhé? Nhỏ. Rõ ràng là nhỏ. Nhưng mà Chúa nói hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi. Chúng nó đông 15 triệu cả, chúng ta nhỏ như thế này nhưng mà đủ quỷ chạy co cờ, không ai nhớ được. Bệnh tật chạy mất dép rồi, không ai nhớ được. Không ạ. Cho nên ngày hôm nay Chúa Giêsu nói hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Tôi nói với anh em rằng nước thiên đàng là có trong lòng chị. Đó là lý do dù anh chị em là nhỏ nhất, nhưng anh chị em vẫn cao trọng hơn Giăng Báp Tít nhiều. Anh chị em cao trọng hơn một đại tiên tri của thời kỳ cựu ước nhiều. Bởi vì sao? Vì thiên đàng ở trong lòng anh chị em. Họ mơ thấy, nhưng chúng ta có. Amen. Đó là lý do mình phải biết ơn Chúa. Đó là lý do chúng ta phải tự hào, bởi chúng ta sống trong thời đại ân điển này. Đó là lý do chúng ta cần phải tự hào, bởi vì chúng ta có cơ hội để được Đức Chúa Trời sử dụng là những phàm nhân, nhưng làm những việc còn lại đời đời. Mình cao trọng lắm chị, rất cao trọng, bởi vì mình không phải thuộc về thế gian này, bởi vì mình không phải sanh ra bởi khí huyết tình dục ý mình, nhưng sanh ra bởi ý của Đức Chúa Trời. Trong anh em có hạt giống của Đức Chúa Trời. Anh chị em là dòng dõi thiên đàng chứ không phải dưới đất này. Tôi muốn khẳng định điều đó. Tôi cũng muốn nói đi nói lại hàng ngàn lần điều đó, để cho anh chị em phải thấm vào trong tâm linh rằng anh chị em là dòng dõi thiên đàng chứ không phải dưới đất. Anh chị em là đại sứ hòa bình của Đức Chúa Trời rồi đến trái đất này, cho anh chị em không ở trái đất này. Anh chị em là đại sứ hòa bình trên thiên đàng gửi xuống trái đất này, chứ không phải thuộc về trái đất. Và anh chị em làm nhiệm vụ giải phóng trái đất này. Đó là sứ mạng của chúng ta. Chúa Giêsu 2000 năm trước đã bước xuống giữa trái đất này và nói với Satan: mày cút ra khỏi trái đất này. Bởi thập tự giá Chúa Giêsu đã đặt đồng nó, chiến thắng nó. Và anh chị em biết Satan bây giờ nó là đứa nào? Anh chị em giờ
Hãy tưởng tượng giùm tôi 5 giây thôi, lại cảnh này. Nó là một con rắn bị đập cái đầu, cắt cái cổ rồi. Bây giờ cái mình nó cứ ngu ngại dưới chân. Nó là đứa đó. Anh em thấy hình ảnh con rắn không? Anh em đạp cái đầu nó là cái đuôi nó làm sao? Cũng vung quẩy từ lưng ra. Nhưng mà Satan là kẻ đó. Satan là kẻ bây giờ bị đạp đầu, giọng dưới chân. Cho nên tôi muốn khích lệ anh chị, hãy vung dậy một cách mạnh mẽ trong tâm linh của mình, đạp đầu Satan dưới chân mỗi buổi sáng. Hãy nói với nó, mày, chỗ của mày ở dưới chân ta. Tất cả sự lừa dối của mày không qua được con mắt của Đức Chúa Trời. Anh em phải có lời của Chúa, nó mới không lừa được. Cũng như con mắt mình phải sáng thì mày thấy đâu là hố, là trong gai. Nếu chúng ta không đồng lời ngay, nếu chúng ta không biết rằng Đức Chúa Trời ban cho mình điều gì, sao đang lừa mày? Nó nằm ở dưới chân nhưng nó còn cứ quát cái miệng nó nói, mày thua rồi, bây giờ tao ám mày, bây giờ tao giết mày, bây giờ mày nghèo, mày đói, mày khổ, mày bệnh. Cái miệng nó ở dưới đây, nó nói lên này, mình nghe hồi mình thấy nó đúng quá, bắt đầu là hiểu xìu luôn. Không, đặt cái miệng nó lại, bảo nó câm đi, câm miệng mày lại. Mày là kẻ bại trận, mày là kẻ bị cột đó, mày là kẻ mà ta đã có quyền trên mày. Anh em đọc tiếp một câu kinh thánh nữa trong sách Luca, đoạn 10. Luca đoạn 10 câu 19. Anh chị em hãy chú ý nghe câu này. Đó là lý do mà anh chị em và tôi cao trọng. Đó là lý do mà anh chị em và tôi thật sự bây giờ nhờ Đấng Christ đang cai trị trong thế giới này. Thế giới này đã từng bị Satan thống trị, nhưng từ ngày Chúa Giêsu đến, nó đã bị phế truất. Và Chúa muốn tôi và bạn chị em hãy tin điều này và bắt đầu cai trị trong đời sống của mình, cai trị thật sự. Cho nên tôi rất là tức tối, tôi rất là khó chịu khi tôi nghe một người con gái Chúa nói với tôi rằng mục sư cầu nguyện cho em, tôi quỷ nó hành em quá. Tôi rất không chịu được cái câu đó, tôi không chịu được, bởi vì đó là một sự dối trá lớn nhất trên trái đất này. Quỷ nào mà hành, nó là ai mà đi hành con gái Đức Chúa Trời? Nó là kẻ nào mà nó có quyền lừa dối con gái Đức Chúa Trời? Còn mình tại sao lại bịt mắt mình lại để cho nó lừa dối mình? Anh chị em hãy đọc cùng tôi Giăng đoạn 10, Luca đoạn 10 câu 19. Đây là lời Chúa Giêsu nói: này, ta đã ban cho các ngươi quyền giày đạp rắn bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới trời, không gì làm hại các ngươi được. Quá đó, không cần phải triết lý sâu xa, cũng chẳng cần phải suy ngẫm 7 ngày để hiểu không này. Hiểu ngay trong mặt vậy. Đúng không? Này, ta ban cho ngươi quyền giày đạp rắn rết bò cạp và mọi quyền kẻ nghịch dưới chân, và không gì làm hại các ngươi được. Không gì, chẳng có cái gì làm hại được. Các người đến nói với tôi, nhưng mà một sư con quỷ này còn lớn, quỷ này quỷ dòng họ, chẳng có con quỷ nào cả. Chúa Giêsu nói rồi, không gì mà, đúng không? Không gì có nghĩa là gì? Là không gì. Giải thích cho nó nhẹ là không gì có nghĩa là không gì. Nó không gì có nghĩa là không có gì cả. Tức là không quyền nào cả, không một kẻ thù nào cả, không một con quỷ nào tên nó là gì không cần biết. Việc của nó là phải nằm dưới gốc chân của mình chị. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do tại sao anh chị em cao trọng hơn tiên tri cuối cùng của thời kỳ cựu ước. Amen. Vậy thì đến đây thì anh em hiểu câu kinh thánh Luca đoạn 7 câu 28 chứ ạ? Trong tất cả những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng đâu, Giăng Báp-têst đâu. Nhưng một đứa nhỏ nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời còn lớn hơn Giăng. Anh em hiểu câu kinh thánh đó rồi phải không? Hiểu đó, biết rằng mình là ai, Đức Chúa Trời đang nhìn mình là ai, mình phải nhìn mình giống như Chúa nhìn mình.
Amen chứ. Chúa nhìn đến chứ là đại sứ của thiên đàng, mà mình nhìn mình là cũng chủ nhắc tới riêng mình thôi. Ôi tôi chẳng làm gì được đâu, tôi là phó tín đồ thôi, chỉ đi nhóm trung tín là giỏi lắm rồi. Đừng nghĩ như thế. Anh chị em là người biến đổi thế giới này, anh chị em là người biến đổi đời sống, anh chị em là người mà có thể chữa lành người khác, chủ quyền cho người khác. Amen. Đừng giới hạn bản thân mình, bởi vì Chúa nhìn anh chị em là người rất cao trọng, rất cao trọng. Bởi vì anh chị em là người hưởng vương quốc của Ngài, bởi vì anh chị em là người đồng ca trị với Đấng Christ, đồng ca trị. Cho nên đó là điều tuyệt vời. Và buổi sáng hôm nay nguyện những lời đó khích lệ anh chị em, và những lời đó phải gieo vào trong tâm linh của chị một lẽ thật là anh chị em đang có một tiềm năng của thiên đàng ở trong lòng. Tiềm năng đó khiến anh chị em sống vượt trội hơn mọi quyền lực của kẻ thù. Vượt trội hơn. Anh chị em đang ở mức này, còn Satan ở mức gì? Anh chị em đang bay trên đầu những cỏ đó. Nó thấy chị em sợ lắm, sợ lắm. Chắc chắn khi chị em có lời của Đức Chúa Trời và có sự hiểu biết đó, ma quỷ nhìn chị em là chạy có cơ, sợ lắm. Vì sao nó sợ? Nó sợ vì lỡ mai chị em nói rằng mày Satan đi xuống vực sâu, rất sợ vực sâu. Anh chị em có nhớ câu chuyện Chúa Giêsu đuổi quỷ quân đội cho một người ở bên kia vùng miền không? Khi Chúa Giêsu hỏi mày tên gì, nó nói ta là quân đội. Và rồi sau đó có 2.000 con trong đó, và nó quỳ lại trước Chúa Giêsu, nó nói rằng đừng có đuổi nó xuống vực, nó rất sợ nó đó. Mặc dù vực sâu chỉ là tạm thôi, chỗ nó là hồ lửa. Cho nên ngày mai khi anh em đủ quỷ đó, anh em phải nói cho nó biết tương lai của nó. Nhiều khi nó quá kiêu ngạo nên nó quên tương lai, nó giả vờ nó quên tương lai để nó sống bình an trước đỉnh. Nhưng phải nhắc cho nó nhớ, mày sao răng được, mày biết mày là ở đâu không? Hồ lửa là mày. Khi anh em nói câu đó nó ré lên, ngã vật lên, giả vờ nó xỉu, nhưng đừng cho nó xỉu, dừng dậy, bảo mở mắt ra, dính tay lên nghe lại lần nữa. Đó là cách mà mình nói ra những lời bởi đức tin khiến cho ma quỷ luôn sợ cái cuộc sống của mình. Đừng sợ nó. Nó có thể tạo ra nan đề, nó có thể tạo ra bệnh tật, nó có thể tạo ra đủ thứ bởi sự mất tỉnh thức của mình. Nhưng chị em, anh chị em có một năng lực để trừ khử tất cả những sự đó đã tạo ra. Bác sĩ có thể bó tay, triết lý đời này có thể thua, những người không ngon nhất đời này có thể không biết suy nghĩ như thế nào trước nạn đề của anh chị. Nhưng phúc âm của Chúa là quyền phép để cứu mọi kẻ đi. Cho nên tôi thấy trong Chúa Giêsu không có bế tắc nào cả. Bởi vậy anh em đừng bao giờ đến với Chúa và nói rằng đời con bế tắc quá. Đừng nói vậy. Nói đó làm buồn Chúa rất nhiều, làm buồn Đức Thánh Linh rất nhiều. Ngược lại, khi anh em đến với Chúa, hãy nói với Ngài rằng con cảm ơn Ngài, bởi vì nhờ Ngài con luôn có lời thề. Bởi vì nhờ Ngài dù biển đỏ có đang tràn nước, nhưng vẫn có một lối đi giữa anh em chứ. Dù cuộc đời mình phía trước đó là hòn núi, nhưng bởi đức tin vẫn nhắc lên để cho mình đi qua. Chúa Giêsu đã nói rồi, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Đừng sợ gì cả, chỉ tin thôi. Cho nên tôi khích lệ bạn chứ, đừng bao giờ để cho nan đề và hoàn cảnh dẫn dụ cuộc đời. Đừng bao giờ dùng cặp mắt lỗ tai mình nhìn nó và bắt đầu nói với Chúa rằng ôi lạy Chúa, hoàn cảnh con như thế, tình trạng con như thế. Đừng, hãy nhìn vào lời Ngài, xem lời Chúa nói gì. Nếu anh chị em bị bệnh, hãy nhìn vào Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 23, bởi lòng roi Chúa Giêsu anh chị em đã được lành.
nếu anh em đang bế tắc về tài chánh, hãy nhìn vào Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 câu 9. Đức Chúa Trời đã có quyền ban cho anh em đầy đủ mọi thứ dư dật cần thiết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đau đớn là bởi vì chúng ta thiếu đi lời của Đức Chúa Trời. Cũng như một người trong thế gian này, chúng ta lạc lối bởi vì chúng ta thiếu cặp mắt của mình. Anh em ơi, hãy có cặp mắt tâm linh và lời của Đức Chúa Trời, và nhận vào cho mình tất cả những gì Đức Chúa Trời hứa. Hãy nhìn mình như chính Chúa nhìn, hãy hành động như chính Chúa muốn mình hành động, hãy nói ra những lời như chính Chúa muốn mình nói. Đây là phúc âm của Chúa. Bằng cách đó, anh em được thay đổi, gia đình em được thay đổi, xã hội này thay đổi, thành phố này thay đổi, đất nước này thay đổi, và chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời sẽ hoàn trị đất nước này. Nếu mỗi một con cái Chúa biết mình là ai. 4 triệu cơ đốc nhân trên quê hương Việt Nam này, nếu 4 triệu người đó biết mình là ai, sự phấn hưng cho Việt Nam không lâu đâu, thưa chị. Không lâu đâu, không lâu đâu. Chắc chắn chị rất nhanh. Chỉ có một điều là ma quỷ vẫn đang lừa dối rất nhiều con trẻ chúng, rất nhiều. Lừa dối ở họ một điều là họ tin Chúa rồi, họ được sinh ra từ thiên đàng rồi, mà họ vẫn cứ nghĩ mình là dữ đâu. Mình là đại bang mà cứ nghĩ mình là gà, mình là sư tử mà cứ nghĩ mình là mèo. Cho nên cứ bắt mấy con chuột nhát thôi, không bao giờ bắt được bò cừu nai. Gà thì chỉ bơi dung với rác ở dưới đất, không bao giờ bay trên cao để bắt được những điều tốt đẹp. Anh chị em ơi, Chúa gọi anh chị em là đại bàng. Ê-sai chương 40 nói như thế: cất cánh bay cao như chim bướm. Amen. Cho nên anh chị em ơi, Chúa còn gọi anh chị em là sư tử của chi phái Giu-đa. Anh chị em mình không phải là mèo mà là sư tử, nhưng mà không phải sư tử rụng răng như ma quỷ, mà sư tử này là có sức mạnh. Tôi muốn tất cả anh em mình hãy nhìn mình như Chúa nhìn mình, hãy nói về mình như Chúa nói về mình, hãy hành động như Chúa muốn mình hành động, và hãy suy nghĩ như Chúa muốn mình suy nghĩ. Amen chứ. Amen. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với nhau nha. Tôi tin rằng những điều này khích lệ tâm lòng anh chị em. Và giờ này để Đức Thánh Linh vận hành, Đức Thánh Linh sẽ vận hành giữa hội thánh của mình để uốn nắn tâm lòng của tất cả chúng ta, uốn nắn tất cả tâm lòng chúng ta. Chúng ta có thể cùng đứng dậy trước mặt Ngài của Chúa. Yeah. Chúa muốn chúng ta uốn nắn tâm lòng của mình trở lại ngay thẳng trước mặt Chúa, bởi vì Chúa không bao giờ thích nghe những cái lời nào trái với tư tưởng của mình. Và nếu đời sống anh chị em đã từng như vậy, anh chị em bây giờ có thể ăn năn trước mặt Chúa và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, hãy tha thứ cho con, bởi vì con đã từng nói những lời tiêu cực, con đã từng nói những lời làm buồn Thánh Linh của Ngài. Lạy Chúa, hãy tha thứ cho con, hãy rửa con sạch bởi huyết của Ngài. Và ngày hôm nay con quyết định nhìn con như chính Ngài nhìn con. Anh chàng hãy nói điều đó trước mặt Chúa. Anh chàng hãy nói rằng: con là thầy tế lễ nhà vua, con là dòng dõi thiên đàng, con là người được tái sanh bởi chính Ngài, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong con. Con có thẩm quyền trên mọi quyền lực của ma quỷ, Satan đang ở dưới chân của con, con đã dám đạp nó trên đầu đó. Và những sự lừa dối của nó không bao giờ đặt chân trong đời sống của con. Con quyết định tin theo lời Ngài, con thuộc về Chúa Giêsu. Con đã được chuyển dời từ nước sự tối tăm qua nước sáng lạ. Con được tha tội khỏi Chúa. Con là người được Chúa đem cho sự sống thành công. Con là người được Chúa đem cho sống trên kẻ thù của chúng ta. Con là người được Chúa ban cho
quý và chữa bệnh, để biến đổi thế giới này chẳng hạn. Và bất cứ người nào gặp gỡ con, họ sẽ gặp được cuộc sống của Chúa Giêsu. Vì con là đại sứ của thiên đàng. Đó là sự thật đó anh chị em. Chúng ta không tự hảo huyền về mình đâu, nhưng Chúa nói anh chị em là như vậy đấy. Muốn anh em nghĩ về điều đó, nhận điều đó cho bên buổi sáng này. Và anh chị em sẽ sống đắc thắng trong năm 2019 này, đắc thắng cho đến ngày gặp Chúa Giêsu. Hallelujah. Hãy cầu nguyện đi chị em, hãy lớn đến nhà ngồi Chúa đi, hãy cầu cớ để nói khen Giêsu đi chị em. Muốn hội thánh nay hội thánh cầu nguyện với nhau. Hãy cầu nguyện anh chị, hãy hết tâm cầu nguyện. Tôi thấy thánh linh đang ở đây, thân của Chúa đang ở đây, Chúa đang quan thân ở đây, Ngài đang ngự trị ở đây. Hallelujah. Không có bệnh nào mà Ngài không chữa, không có nơi nào có thể đứng vững trước con cả Chúa, không có một con quỷ nào có thể đứng vững trước con cả Chúa. Tôi chân như sáu bề, quỷ này đã cảm biến được sáu bề. Hãy cầu nguyện anh chị, lớn đi cầu nguyện anh chị. Hãy hiểu không? Yeah.
Chúa đang hiện diện ở đây. Sự sức giàu mạnh sức của Ngài đang ở đây. Ông nói với chị là hãy tranh cho Ngài hiện nay này. Hãy nói với mọi người đang phúc ở khỏi đời sống của mình. Hãy nói với anh thật này, mày phải biết đi. Hãy nói với tất cả quê linh thả lưng. Hãy rơi khỏi gia đình con cả của mình. Rơi khỏi đi. Hãy nói với chị. Hãy mở miệng mình ra. Hãy lớn ra. Như một người trang bày mà Ngài đã đặt để trong hội thánh của Ngài.
cầu nguyện cho dân sự của Ngài tại nơi đây. Con biết Chúa yêu thương họ. Ngài yêu thương anh chị em của con. Hỡi Chúa Thánh Linh, Đấng đang ở trong lòng, ở trên đời sống của chúng con. Cha ơi, hành bên với mẹ con cha. Hành ban phước cho. Hãy đổi trả anh em con một cách đặc biệt cho. Đồng trả hỡi Chúa. Đồng trả. Đồng trả. Đồng trả. Đồng trả. Đồng trả từng người. Đồng trả từng người. Chúa ơi, con cầu nguyện và Ngài hành động trên anh em con. Con cầu xin Ngài và Ngài ban phước cho anh em con. Chúa ơi, Ngài yêu họ nhiều nào. Hãy đổ tình yêu đó vào lòng họ. Ai cần tình yêu thương, ai cần sự an ủi, hãy đổ sự an ủi và tình yêu vào lòng. Ai cần sức mạnh, hãy đổ sự mạnh vào lòng. Ai cần sự chữa lành, hãy chữa lành họ giờ này. Bằng một phép lạ siêu nhiên. Chạm, chạm nữa. Hãy để yêu Đức Thánh Linh đang vận hành giữa anh chị. Chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa. Từng người, từng người, từng người một chút. Từng người một con xin Ngài Chúa. Từng người một Chúa hãy đồng chạm từng người Chúa. Từng người ngay giờ phút này con cảm ơn Ngài. Đồng chạm từng người trong chân của Giê-xu Christ. Cha ơi, thân của Ngài hãy vận hành. Vận hành, vận hành, vận hành, vận hành. Ô, phải vận hành, vận hành, vận hành, vận hành. Vận hành trong chân của Giê-xu Christ. Hãy đồng chạm lại Chúa. Chạm nữa từng người Chúa. Con biết là Ngài yêu thương họ. Trong chân của Giê-xu Christ ta cũng cầu nguyện giờ này cha ơi. Thân biên anh chị em con. Thân biên. 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 Thân biên nữa Chúa. Thân biên nữa. Thân biên nữa Chúa. Thân biên nữa. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.